chắp gịt, đạp chắp gịt, quẩy lên em ơi. Em là con gái thì phải là nghĩ cho mình tên, em là con trai nên là gái nhiều lại nhảy. Ê, không, có được rồi. Chịu không? Cái nghề của tôi là được 200 nghìn tôi vui rồi nhé. Tôi còn nói nhiều nữa. Cảm ơn Lọa Lô rất là nhiều. Thank you very much lên. Phong trào mặt cười. Cảm ơn fucking no. Cảm ơn rất là nhiều. Ui. Là thích một người phụ nữ của gia đình thì là bạn ấy là một mẫu người đàn ông khá là lý tưởng. Và hiện what tại thì fuck? Bạn ấy cũng đang hồi xưa xem stream vợ kêu what the fuck you watching, giờ đưa cho nó xem cái game show thấy thần tượng anh hồi xưa và nay chưa có cười sắp mà lở ra. Cảm ơn anh ơi, anh ơi, em không biết anh ở đâu nhưng em rất là muốn cảm ơn anh. Anh đừng đánh loạn số như này nữa, em đọc theo nó lé cả mắt rồi. Anyway, cảm ơn anh chị rất là nhiều và mong là chị nhà cũng sẽ xem em và mong là hai anh chị trong lúc mà vui vẻ với nhau cũng xem em để lấy theo cảm hứng. Anh biết, anh chị biết cái mà meme trên mạng xong rồi đưa cái ống giảm thanh của súng vào mồm xong nó kêu piu 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 piu. Chắc chắn rằng là bạn ấy sẽ sắp xếp được thời gian dành cho hai người, không đến mức các là một tháng gặp nhau năm nay chưa bao giờ hối hận vì thời gian đó, chỉ buồn là không có thời gian chơi với bạn cũ thôi. Để high five. Suy nghĩ của high five, cảm ơn bạn rất là nhiều. High five bao giờ? Mr. Kiên, 96 high five bé. Những món sơ sơ thôi thì không biết là có phù hợp không ạ? Cảm ơn rất là nhiều. Vâng, anh cảm ơn phụ quyền PUBG.